Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyên gia nói gì, chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Thẩm mỹ viện Icon. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 luôn được xem là bộ phận quyến rũ và gợi cảm nhất trên cơ thể phái đẹp. Tuy nhiên vì nhiều lý do như di truyền, sức khỏe, tuổi tác cùng với việc mang thai, sinh con cho con bú khiến cho vòng 1 của nhiều chị em không được như mong muốn và mất đi sự đầy đặn, săn chắc. Để lấy lại sự tự tin, quyến rũ, nhiều chị em đã quyết định tân trang nâng cấp vòng 1, trong đó có giải pháp làm đầy vòng 1 bằng cách đặt túi nâng. Tuy nhiên phương pháp này cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng không mong muốn và thực tế cũng có trường hợp đã gặp phải các vấn đề nghiêm trọng trong quá trình thực hiện. Vậy phương pháp làm đẹp bằng cách đặt túi nâng được thực hiện như thế nào và các chị em cần phải lưu ý điều gì? Đó cũng chính là nội dung của chủ đề chương trình ngày hôm nay, những lưu ý quan trọng cho chị em trong vấn đề làm đẹp vòng 1. Và để giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là những chị em đang có ý định cải thiện vòng 1, hiểu rõ hơn về quá trình này, thì chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Xin được giới thiệu bác sĩ viện trưởng Lee Yong-dae đến từ Hàn Quốc. Xin được chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào MC Park Hanya. Và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu bác sĩ Huỳnh Trương Bảo Tiên, bác sĩ chuyên khoa 1, phụ trách chuyên môn của Viện Thẩm mỹ Icon. Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Xin chào MC Thu Thủy và khán giả đang xem chương trình Chuyên gia nói gì. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ Lee Yong-dae, là một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp thì bác nghĩ như thế nào về nhu cầu tân trang làm đẹp vòng 1 của các chị em cũng như là các phương pháp kỹ thuật làm đẹp vòng 1 đến nay đã có sự phát triển như thế nào ạ? Hiện nay việc làm đẹp và thay đổi dung mạo không chỉ ở khuôn mặt mà toàn bộ cơ thể, nâng cao vòng 1 cũng đang dần được quan tâm rất nhiều. Ở các nước tiên tiến như Mỹ, phẫu thuật vòng 1 hiện nay đang là trào lưu được yêu thích nhất. Hơn nữa, phương pháp phẫu thuật, kỹ thuật, trang thiết bị so với trước đây càng tối tân, chi phí lại được giảm thiểu hơn. Vậy thì hiện tại bác sĩ đang áp dụng các kỹ thuật nào cho các khách hàng của mình ạ? Đối với phẫu thuật đặt túi nâng ngực, nhiều vị trí để đưa túi ngực vào như đường chân ngực, đường nách, đường quần vú đều được sử dụng. Những phương pháp phẫu thuật đặc thù này đều đang được khuyến khích dùng nhiều trong phẫu thuật ngực cho bệnh nhân. Ví dụ như người phù hợp phẫu thuật đường chân ngực thì dùng phương pháp phẫu thuật đường chân ngực, người phù hợp phẫu thuật đường nách thì dùng phương pháp phẫu thuật đường nách. Bác sĩ phẫu thuật sẽ sử dụng những phương pháp phẫu thuật phù hợp với thể trạng của bệnh nhân. Tiếp theo thì xin được hỏi bác sĩ Bảo Tiên là theo chị, tại sao mà các chị em thường lựa chọn giải pháp là đặt túi ngực và hiện nay thì có những loại túi ngực nào đang được sử dụng trong kỹ thuật nâng cấp vòng 1 tại Việt Nam ạ? Thì cái vấn đề mà mọi người chị em phụ nữ cần phải đặt túi ngực để nâng cái thể tích vòng 1 đó là phương pháp đặt túi để nâng ngực để tăng cái thể tích của cái vòng 1 lên theo cái nhu cầu mong muốn của mình. Thì thứ nhất có những trường hợp cần phải đặt túi ngực đó là không có cái mô tuyến vú bẩm sinh, đó là người ta có thể gọi là thiểu sản tuyến vú. Thứ hai nữa là những trường hợp mà sau sinh thì cái tuyến vú nó teo nhỏ sau sinh thì cũng cần phải đặt túi ngực để nâng cái thể tích vòng 1 lên. Và thứ ba là những trường hợp là có thể là đi kèm với cái sự mà xa trễ sau sinh thì người ta cùng với cái quá trình mà nâng ngực treo xa trễ đó thì người ta cũng cần phải đặt túi đậu ngực để nâng cao thể tích kèm theo với lại treo xa trễ để giải quyết các vấn đề kể cả bẩm sinh với lại sau quá trình sinh nở của chị em phụ nữ. Và hiện nay thì không chỉ riêng Việt Nam mà trên thế giới nữa thì khi chúng ta chọn bất kỳ một cái vật liệu nhân tạo nào để đặt vào cơ thể của mình thì có một cái tiêu chuẩn nhất định, đó là cái tiêu chuẩn của FDA Hoa Kỳ. Thì hiện tại ở Việt Nam và trên thế giới thì chúng ta đã sử dụng hai cái loại, hai hãng túi. Thì trong mỗi một cái hãng thì nó sẽ có những cái loại túi khác nhau. Có sẽ khác nhau về mặt túi hoặc là cái hình dáng túi khác nhau chẳng hạn. Thì tùy theo cái dáng ngực của mỗi người mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn và lựa chọn cho bạn được cái loại túi ngực là thích hợp nhất và cái thể tích là phù hợp nhất. Thưa bác sĩ Lee, theo Thu Thủy được biết thì có rất là nhiều vị trí để đưa túi ngực vào bên trong cơ thể. Vậy thì vết mổ nằm ở vị trí nào thì sẽ mang đến cái tính thẩm mỹ cũng như là hiệu quả cao ạ?
Có 4 phương pháp với các vị trí đặt túi nâng ngực trong y văn, đó là phẫu thuật đường nách, đường chân ngực, đường quần vú và rất hiếm đó là phẫu thuật qua đường rốn. Trong số đó, phương pháp phổ biến trên thế giới, ít tác dụng phụ, nhanh nhất, ít đau nhất là phương pháp phẫu thuật đường chân ngực. Vì vậy, tôi lựa chọn và khuyến khích bệnh nhân nên dùng phương pháp đường chân ngực hơn. Trước đây, phương pháp đường chân ngực có đường thẹo dài. Đối với người phương Đông, thường có e ngại và có các vấn đề về cấu trúc xấu với vết thẹo, nên thường không dùng phương pháp này. Nhưng hiện tại với sự ưu việt trong kỹ thuật, thì điều này không phải là vấn đề, nên ở Việt Nam và cả Hàn Quốc thực sự đều rất hài lòng khi lựa chọn phương pháp phẫu thuật qua đường chân ngực này. Dạ, vậy thì tại sao bác lại ưu tiên lựa chọn vị trí đường mổ chân ngực trong hầu hết các ca làm đẹp phòng mục của mình? Và vị trí này thì có ưu điểm nổi bật gì so với các vị trí khác ạ? Lý do thứ nhất mà tôi thường khuyên sử dụng phương pháp đặt túi ngực qua đường chân ngực khi phẫu thuật có thể nhìn trực tiếp bằng mắt toàn bộ phẫu trường, cho hiệu quả chính xác cao, ít đau và hầu như không than đau bởi bệnh nhân sau phẫu thuật, ít có tác dụng phụ. Đó là những ưu điểm rất lớn của phương pháp này, vì vậy mà tôi thường khuyên dùng phương pháp này. Ngoài những ưu điểm mà bác vừa chia sẻ thì vị trí mổ này có nhược điểm gì hay không ạ? Vâng, tất cả phương pháp đều có ưu và khuyết điểm, cho nên phương pháp này cũng có điểm hạn chế là có đường thẹo nằm ở chân ngực. Nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại, thì đường thẹo này nằm ngay đường rãnh chân ngực, nên nếu phẫu thuật chính xác, thì đường thẹo sẽ khớp với đường chân ngực. Nên mặc dù là vết thẹo, nhưng so với những vị trí khác, thì tốt hơn và là vị trí sinh lý trên cơ thể, nên cũng có thể coi đây là ưu điểm của phương pháp này. Vì vậy, ở các nước tiên tiến như Mỹ, châu Âu, 90% đều chọn phương pháp này. Trước khi đặt túi ngực bằng kỹ thuật này thì khách hàng sẽ được tư vấn thăm khám và chuẩn bị những gì ạ? Những người phẫu thuật ngực đa phần đều là phụ nữ trẻ tuổi nên không có gì phải chú ý nhiều. Nhưng nếu hút thuốc thì phải ngừng khoảng 2 tuần sau phẫu thuật. Có dùng các loại thuốc aspirin gây xuất huyết thì tạm ngừng trước khi phẫu thuật 5 đến 7 ngày. Bác sĩ có thể chia sẻ về các biến chứng cũng như là các tác dụng phụ có thể gặp phải trong và sau khi đặt túi ngực ạ? Bệnh nhân phẫu thuật ngực thường lo lắng về tác dụng phụ. Có hai loại tác dụng phụ lớn là: thứ nhất là tác dụng phụ xảy ra trong vòng 1-2 tuần sau khi phẫu thuật như xuất huyết, ứ động dịch, sưng tấy, viêm nhiễm. Thứ hai là tác dụng phụ xảy ra sau này như bị sơ cứng, vị trí túi ngực bị dịch chuyển lên xuống, lệch sang bên, bị lộ túi. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và chuyên môn của bác sĩ. Ngoài ra, còn có mất cảm giác tạm thời, nhưng phần lớn là sẽ hồi phục theo thời gian, nên không phải lo lắng nhiều về điều này. Dạ vâng, vậy thì xin được hỏi bác sĩ Bảo Tiên là lý do gì khiến cho Viện Thẩm mỹ Icon quyết định hợp tác cũng như là chia sẻ kỹ thuật của bác sĩ Lee Young Dae ạ? Có rất nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có những cái ưu điểm về các cái loại phẫu thuật khác nhau. Thì đối với riêng phẫu thuật về chuyên về vùng ngực cũng vậy, thì có một số cũng có nhiều bác sĩ sẽ rất là giỏi và rất là master trong cái phẫu thuật ngực. Thì mình đã làm việc với lại bác sĩ Lee Young Dae là khoảng là gần 10 năm. Là mình đã thấy được những cái kết quả vượt trội mà bác sĩ đã đem lại cho tất cả các khách hàng của bác sĩ. Bởi vậy cho nên là trong tương lai gần thì mà Viện Thẩm mỹ Icon muốn hợp tác với bác sĩ Lee Young Dae để đem cái những cái hiệu quả này đến để thực hiện cho các khách hàng tại Việt Nam, để đạt được những cái hiệu quả tối ưu mà cũng như là bác đã thực hiện hàng ngàn ca tại Hàn Quốc. Dạ, vậy thì hiện tại Viện Thẩm mỹ Icon đã thực hiện những hoạt động gì để giới thiệu cũng như là tư vấn kỹ thuật này đến cho các khách hàng của mình ạ? Để chia sẻ với lại các khách hàng về phẫu thuật ngực và đặc biệt là những cái ưu điểm về những cái phẫu thuật ngực mà bác sĩ Lee Young Dae thực hiện, thì Viện Thẩm mỹ Icon cũng như là Viện Thẩm mỹ Moon Bang-un của bác sĩ Lee Young Dae sẽ thường xuyên tổ chức những cái buổi hội thảo để tư vấn và chia sẻ những cái thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của khách hàng. Thì thông thường thì chúng tôi sẽ
tổ chức các cái buổi hội thảo đó để gặp gỡ và giao lưu với khách hàng, để tư vấn và chia sẻ cho các khách hàng về các cái thắc mắc cũng như là những sự chuẩn bị và chăm sóc sau khi phẫu thuật ngực. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện để cùng tìm hiểu về kỹ thuật làm đẹp vòng 1 của bác sĩ Lee Yong Dae thì xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây. Trong vài năm trở lại đây, ngành thẩm mỹ của Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc. Trên khắp các diễn đàn chăm sóc sắc đẹp trong phạm vi cả nước, những hội thảo chuyên đề về các phương pháp thẩm mỹ hiện đại trên thế giới đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các cơ sở thẩm mỹ uy tín, cũng như là các chị em phụ nữ có nhu cầu tìm hiểu về các dịch vụ và quá trình thẩm mỹ an toàn. Cụ thể, tại buổi hội thảo về chủ đề phương pháp nâng cấp vòng 1 bằng cách đặt túi ngực do Viện Thẩm mỹ Icon phối hợp cùng bác sĩ Lee Yong Dae tổ chức đã mang đến những chia sẻ cần thiết cho hầu hết những người đang quan tâm đến phương pháp này. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã trực tiếp chia sẻ cho các chị em về các kỹ thuật đặt túi ngực đang được áp dụng phổ biến và được nhiều người lựa chọn thời gian qua. Bên cạnh đó, bác sĩ Lee Yong Dae cũng cho biết để nâng cấp vòng 1 an toàn và đem lại vẻ tự nhiên thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sức khỏe, tuổi tác, nhất là kỹ thuật và tay nghề của bác sĩ thực hiện. Chính vì vậy, trước khi quyết định nâng cấp vòng 1, các chị em nên tìm hiểu và lựa chọn các cơ sở uy tín để luôn đảm bảo an toàn và có được kết quả như ý. Có thể nói là khi thực hiện phương pháp làm đẹp vòng 1 thì ngoài yếu tố an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ thì các chị em sẽ còn quan tâm đến vấn đề phục hồi và chăm sóc trong và sau khi thực hiện. Vậy thì thưa bác sĩ Ly, chị em có cần phải ăn uống và chăm sóc như thế nào sau khi mà thực hiện việc đặt túi ngực, cũng như là có cần phải massage ngực sau khi mà thực hiện đặt túi ngực không ạ? Sau khi phẫu thuật ngực có nhiều trường hợp. Đối với tôi thì khuyên nên dùng áo định hình chuyên dụng sau khi phẫu thuật nâng ngực. Đối với tôi khuyên thời gian tốt nhất là kéo dài 1 tháng, có thể tới 3 tháng nếu có xa trễ ngực, không nên massage ngực. Bởi vì có một số bác sĩ theo thói quen thời xưa khuyên là nên massage, nhưng theo khoa học hay các bài báo học thuật không có đề cập việc này. Tuy nhiên, đó là những khái niệm cũ, nhưng hiện nay các bác sĩ đều kiến nghị khuyên bệnh nhân không nên massage ngực. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, phải mất bao lâu để chị em có thể phục hồi cũng như là sinh hoạt bình thường, và mất bao lâu để chị em có thể tham gia vào những hoạt động thể dục thể thao cường độ mạnh ạ? Một trong số các câu hỏi mà bệnh nhân thường hỏi là sau khi phẫu thuật thì khi nào tôi mới trở lại sinh hoạt bình thường? Việc sinh hoạt bình thường thì tùy theo nghề nghiệp, hoàn cảnh sống của bệnh nhân khác nhau. Tuy nhiên, thông thường sau 2 tuần có thể tập yoga, stretching, pilates, golf, sau 1 tháng thì có thể bơi lội hoặc các môn thể thao nhẹ nhàng. Còn các loại vận động mạnh như chạy nhảy thì phải sau 6 tuần, tức là sau từ 6 đến 8 tuần, 2 tháng thì mới có thể bình thường trở lại. Dạ, và tiếp theo thì xin được hỏi chị Bảo Tiên, đó là sau khi mà đặt túi ngực thì các chị em rất là quan tâm là có thể cho con bú được hay không ạ? Sau khi phẫu thuật đặt túi ngực thì các bạn hoàn toàn có thể có thai và cho con bú bình thường được, tại vì là như cái đường mổ IMF này và đặt túi hoàn toàn ở dưới cơ ngực thì cái tuyến sữa của mình nó không bị ảnh hưởng gì cả, và cái quá trình hình thành cái tuyến sữa và cái chức năng cho con bú vẫn hoàn toàn bình thường và không có gì ảnh hưởng. Dạ, vậy thì như thế nào được xem là một bộ ngực đẹp và đạt hiệu quả cũng như là những tiêu chuẩn sau thẩm mỹ ạ? Bộ ngực lý tưởng là khi chúng ta nhìn toàn thể vòng ngực thì đầu ngực nằm ở giữa vòng ngực, nửa vùng phía dưới tròn đầy 55%, nửa vùng bên trên tròn đầy 45%. Ngoài ra, volume chia đều tỷ lệ 5-5, trên dưới rõ ràng, đầu ngực nằm ngay vị trí chính giữa. Ngoài ra, kích thước không quá to hoặc quá nhỏ so với cơ thể. Vì vậy, khi tôi phẫu thuật, thường cố gắng để làm cho hình dạng bộ ngực vuông đầy và làm hài lòng bệnh nhân. Tôi thường tư vấn để hiểu rõ mong muốn của bệnh nhân về kích thước bộ ngực của mình.
Nhằm một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Ly, đó là ở độ tuổi nào thì chị em có thể dùng phương pháp đặt túi nâng ngực, cũng như là những trường hợp nào mà không nên đặt túi nâng đường chân ngực, và các chị em cần phải lưu ý những gì khi mà quyết định lựa chọn phương pháp làm đẹp vòng 1 là đặt túi nâng ngực ạ? Đây đúng là một câu hỏi rất hay. Tất cả phương pháp phẫu thuật đều có điểm hạn chế. Ví dụ phương pháp mổ đường nách không áp dụng khi ngực bị chảy xệ hoặc mổ đường quần vú. Nếu đường kích thước quần vú quá nhỏ thì không phù hợp vì đường mổ nhỏ sẽ khó có thể đặt túi. Nhưng phương pháp mổ đường chân ngực thì không có hạn chế này. Cho nên phương pháp mổ đường chân ngực có thể dùng cho tất cả các dạng khuyết điểm của ngực. Đây chính là ưu điểm rất lớn của phương pháp này. Khi tôi tư vấn phẫu thuật ngực, tôi thường khuyên bệnh nhân là đừng quá chỉ tập trung vào kích thước túi ngực. Bệnh nhân thường so sánh kích thước bộ ngực mình so với các bệnh nhân khác và mong muốn có bộ ngực to, nên thường muốn đặt túi ngực có kích thước quá to so với cơ thể thì sẽ làm nảy sinh nhiều bất lợi và không đạt hiệu quả thẩm mỹ. Vì vậy, đừng chỉ quá tập trung vào kích thước mà hãy chọn các loại cũng như kích thước túi ngực phù hợp với cơ thể mình theo tư vấn của bác sĩ. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Lee Yong Dae và bác sĩ Huỳnh Trương Bảo Tiên đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, có thể nói việc sở hữu một khuôn ngực căng tròn, đầy đặn luôn là mong ước của mỗi chị em phụ nữ. Và cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thẩm mỹ, các chị em không khó để lựa chọn cho mình các giải pháp để tân trang nhan sắc và duy trì vẻ gợi cảm của mình. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn hay sử dụng bất kỳ phương pháp thẩm mỹ làm đẹp nào, chúng ta vẫn nên tìm hiểu và tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia để có thể lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất, cũng như đảm bảo hiệu quả, an toàn và có được kết quả ưng ý nhất. Chương trình Chuyên gia nói gì với chủ đề Những lưu ý quan trọng cho chị em trong vấn đề làm đẹp vòng 1 được thực hiện bởi truyền hình báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Big Vision Media với sự đồng hành của Viện Thẩm mỹ Icon đến đây là hết. Mọi đóng góp cho chương trình, quý khán giả có thể gửi về địa chỉ email chuyên gia nói gì a@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.